tuổi. Nhanh thật đấy. Vèo vèo một cái đã một năm từ ngày con gái ở bên cạnh bố mẹ. Con gái à, con biết không? Con là kết quả 7 năm tình yêu của bố mẹ. Là sợi dây gắn kết bố mẹ mỗi khi mà giận nhau này, hay là niềm vui mỗi khi bố mẹ đi làm về để mong trông thấy con gái. Con biết không, con đến với bố mẹ rất là bất ngờ, hoàn toàn không có một chút tính toán gì cả. Đến khi mà mẹ vô tư đến nỗi mà không biết là con gái đang lớn lên ở trong bụng mẹ. Thế nên là mẹ vô tư đến độ mà suýt nữa thì đánh mất cả con. Và thật tuyệt vời là con đã ở lại bên cạnh bố mẹ. Con có biết tại sao con tên là Gen không? Hồi đấy bố đưa mẹ đi mua một cái váy ở một cửa hàng tên là Gen. Có đi qua rất là nhiều cửa hàng mặc váy bầu. Mẹ mới bảo là không biết bao giờ mẹ mới được mặc váy bầu như thế này nhỉ. Ồ, thế là vài hôm sau mẹ biết là mẹ có bầu, thế là bố quyết định gọi tên Gen là Gen. Nhiều lắm, mẹ cũng chẳng biết nói hết như nào kỷ niệm với Gen ở bên cạnh bố mẹ. Nhiều vô cùng, nhớ như lúc buổi tối đi làm về, hai bố mẹ nằm cạnh nhau, Gen cứ chạy từ bố sang mẹ, không phải rúc mà bụng mẹ thích ơi là thích. Rồi những lúc bố đọc sách cho Gen này, Gen tập đi này, Gen tập nói, rồi nói chung là rất là nhiều kỷ niệm, mẹ không thể nào mà nào hết được. Bố mẹ nói với Gen rằng là thực sự thì mẹ không có quá nhiều tiền để cho Gen một cuộc sống thật là đầy đủ, không có quá là nhiều thời gian để ở bên cạnh Gen chăm sóc từng tí, nhưng mà bố mẹ thì sẽ luôn luôn ở bên cạnh Gen, yêu thương Gen và chăm sóc Gen. Và bố mẹ muốn nói với rằng là thực sự là bố mẹ yêu Gen rất là nhiều, yêu từ lúc con cười, con nói, con thậm chí là yêu cả những lúc con dặn dị nữa. Và hy vọng rằng lớn lên sau này con cũng trưởng thành và hãy nhớ rằng là bố mẹ luôn luôn bên con. Chúc mừng sinh nhật con gái. Chúc mừng sinh nhật Gen.